Tại hội thảo về các sản phẩm gia dụng cung ứng cho thị trường Việt Nam, Amway Việt Nam đã chính thức công bố danh sách các dòng sản phẩm vừa được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ cấp chứng nhận Safer Choice. Để đạt chứng nhận Safer Choice, các sản phẩm Amway đã phải cải tiến công thức để đáp ứng những tiêu chuẩn kiểm định của EPA. Cụ thể như công thức độc quyền phân hủy sinh học, hiệu quả sử dụng, độ pH. Song song đó, các nhà cung cấp nguyên liệu và cơ sở sản xuất nguyên liệu cho Amway Home cũng được EPA kiểm tra, xét duyệt theo những tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Từ ngày đầu thành lập, Amway đã luôn cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Hiện tại chúng tôi tiếp tục thúc đẩy cam kết này trên toàn cầu và bằng chứng là chứng nhận chất lượng Safer Choice không chỉ đảm bảo độ an toàn cho sức khỏe và môi trường sống mà còn đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng. Chứng nhận Safer Choice được chia thành 5 danh mục theo từng lĩnh vực, trong đó Amway được công nhận ở danh mục nhà sáng tạo, nhà sản xuất sản phẩm. Ngay cả sau khi đạt được chứng nhận, EPA vẫn thường xuyên kiểm tra để đảm bảo Amway và các đối tác tiếp tục tuân thủ theo các quy định.